Sáng 21 tháng 6, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019 và tổng kết trao giải thưởng Giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2019. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Mã Diệu Cương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà báo lão thành và đông đảo phóng viên, biên tập viên. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu bày tỏ tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp đến các nhà báo lão thành, đội ngũ nhà báo đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với quá trình xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng đội ngũ làm báo sẽ luôn giữ được lửa nghề, nhiệt huyết phản ánh, phản biện kịp thời những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân. Theo Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức Giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2019 nhận được 236 tác phẩm của 20 cơ quan báo chí. Hội đồng báo chí đã xem xét trao 65 giải thưởng cho 5 nhóm tác phẩm gồm 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích. Trường báo Sài Gòn Giải phóng đoạt được 7 giải thưởng báo chí các loại, trong đó có 1 giải nhất công trình tập thể, 3 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích. Theo đó, báo Sài Gòn Giải phóng đoạt 1 giải khuyến khích với loạt bài Chuẩn bị về trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của tác giả Phạm Hoài Nam, đoạt 2 giải ba với phóng sự ảnh Nhịp sống thành phố của tác giả Trần Thế Phong và đoạt bài Nhìn thẳng thực trạng công nhân sinh viên ngại vào Đảng của tác giả Lê Nguyễn Ái Chân, Phạm Thị Loan, Phạm Minh Tuấn Vũ, đoạt 3 giải nhì với loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đột phá của tác giả Đỗ Minh Khâm, Phạm Hoài Nam, Trần Đăng, Đức Trung, đoạt bài Trường Sơn 10 năm trở lại của tác giả Hoài Nam, Minh Phong, Duy Cường và đoạt bài Chảy máu chất xám ở cơ quan nhà nước của tác giả Lê Nguyễn Ái Chân, Phạm Thị Loan, Phạm Minh Tuấn Vũ, Lê Quang Huy, Võ Minh Phong. Đặc biệt chuyên trang Thành phố sáng tạo đoạt giải nhất cho công trình tập thể.